lắp một bài 2, chúng ta chỉ demo một cái dự án là web động thôi. Thì cái này khá là đơn giản, thì mình sẽ nói sâu về cái Doget, Dobot sau. Còn bây giờ mình tạo chạy được cái đã. Rồi sau đó tại sao người ta dùng Doget, tại sao dùng Dobot. Ở chỗ này thì chúng ta sẽ nêu một cái dự án mới, và dự án này là Dynamic Web. Thì nếu như lúc nãy thầy đã nêu rồi cho nên nó có. Còn nếu mà các bạn không nhìn thấy được cái Dynamic Web thì các bạn vào bên phần Order. Và chúng ta tìm xuống phía dưới nó có cái phần Web. Và chúng ta sẽ chọn đây. Đâu rồi? No. Bị đắp chuột rồi. Rồi các bạn sẽ tìm đến phần Web. Đây. Dynamic Web. Project. Trong này project name chúng ta có thể để là Java 4 chấm lab 1 bài 2, ví dụ như vậy. Mình muốn ghi gì cũng được. Xài tâm kết mấy. Có thể có nhiều bạn là cài nhiều cái server, thì các bạn chọn server. Rồi đối với lại web này, chúng ta để phiên bản model của nó là mấy. Rồi mọi thông số thì mình cứ để im thôi. Ở đây cái thư mục này nó khác với cái thư mục trong lab và trong slide của các bạn nha. Chú ý chỗ này, nó khác cái đường dẫn tí xíu. Net. Rồi nó có cho mình tạo cái web XML không? Cái này mình dùng sau, chưa cần. Sau khi các bạn tạo xong thì chúng ta có Java 4 lab 1 bài 2. Chưa có gì hết. Chưa có gì. Trong main, trong Java, trong web app cũng chưa có gì. Đó. Tạo ra một cái file. New một cái class. New Serverless cũng được. Nhưng khi các bạn New Serverless thì nó sẽ tạo sẵn các cái phương thức bên trong hết rồi. Mình không làm gì hết. Cho nên tốt nhất mình chọn New Class. Nó nằm trên đó. Đây, New Class. Và class này chúng ta đặt cái package cho nó. Package bạn muốn đặt gì đặt. Và đặt với mục đích là mình quản trị các cái class tương ứng cùng mục đích với nó. Giả sử thầy để là poly.edu.vn và tên class là bài 2. Tên class là bài 2. Kết thúc. Bài 2 này giống như một file Java bình thường. Và chúng ta đang xài Serverless cho nên các bạn sẽ kế thừa từ HTTP Serverless. Kế thừa từ lớp này. Và khi bạn kế thừa từ lớp này thì trong lab người ta hướng dẫn cho các bạn sử dụng một phương thức. Đó là phương thức Doget. Doget là gì? Tạm thời xài trước đi. Nói sao? Giống như đi siêu thị vậy đó. Mời anh ăn bát mì. Tí nữa mua sau. Thì cứ chạy thấy hình dáng của nó nè. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ Doget. Và chúng ta kế thừa từ HTTP Serverless. Cho nên chúng ta sẽ viết lại. Lúc sáng thầy có dạy kiểm thử. Và thầy hỏi thử là cái từ override này nè. Viết được không? Mà không viết vô có sao không? Đến giờ này Java 4 rồi. Và cái annotation này là chúng ta học ở Java 2. Vậy theo các bạn có và không có, có gì khác? Và cái annotation này là gì? Bây giờ trả lời lý thuyết được không? Khi các bạn dùng Doget thì nó sẽ tự động gợi ý cho chúng ta. Ừ,
Hình như là bạn muốn viết lại cái phương thức này đúng không? Nè, mình mới chữ chữ đu thôi nè. Nếu như mình bấm vô đây thì nó sẽ tự động nó chèn cái phương thức đó vô cho mình. Và phương thức này tạm thời mình không gọi đến cha, mình bỏ dòng này đi, override, mình viết lại mới hoàn toàn, viết lại mới hoàn toàn. Và ở đây các bạn sẽ sử dụng cái trả về return. Còn này là request. Request là gì? Return là gì? Request là gửi đi, return là trả về. Rồi, còn khi nào dùng nó thì từ từ tính. Bây giờ mình ăn no bụng quá đã. Re s return chấm get write là phương thức write chấm print, nó giống như gì các bạn? À, system out print, kiểu kiểu vậy đó. Thì chỗ này, ở bên trong này là các bạn đưa nguyên một cái đoạn HTML vô đây. À, đưa nguyên cái đoạn HTML vô. H1, mình sẽ đưa bất kỳ cái gì vô. Và cái Hello World là cái mà cơ bản nhất. Cho nên mình cũng không có làm gì khác với những cái rất là bình thường, đúng không? Xịt H1. Như vậy thì đoạn này khi chúng ta chạy lên nhìn nhé, và chúng ta chọn click chuột phải, chọn run, run on server. Và chỗ này nếu như bạn có nhiều server thì bạn mới có lựa chọn, đúng không nào? Còn anh chỉ có mình em thì lúc nào cũng có em, cho nên không có gì mà phải lựa hết, phải chọn hết. Onway. Tại vì lúc nào chạy lên nó cũng hỏi hết trơn á. Mà có một đứa mà chọn gì? Thôi chọn luôn luôn là em đi. Ok, onway ha. Chỗ này nếu như mà mình net thì nó hỏi là những cái dự án bạn đang chạy và những dự án chưa chạy. Thôi kệ nó đi. Chỗ này từ từ tính. Rồi, đặc điểm chỗ này. Đặc điểm chỗ này, console. Lúc đầu mà mình biên dịch Java, mình thấy đỏ đỏ là thấy mệt đúng không? Nhưng mà tâm kết, nó ra vậy đó. Đỏ là được. Server nó chạy đỏ đỏ vậy đó. Mà được. Nhưng có cái là ra đây, không thấy. Bởi vì nó báo là cái server này nó chưa nhận được cái đường dẫn này. Nó chưa nhận được cái đường dẫn này. Vậy thì mình sẽ chỉ nó. Đến đây mà lấy. Mình chỉ nó. Mình chỉ cụ thể cũng được. Nhưng mà thôi, mình chỉ ở dạng tổng quát luôn. Chỗ này bạn sẽ đưa một cái annotation web serverless. Và bạn chỉ nó rằng seek, tất cả những cái gì mà có seek là lấy hết. Là cái đường dẫn này nè. Nó báo hồi nãy là seek Java 4 rồi lab 1 bài 2 seek serverless seek poly. Ôi thôi kệ, cứ có seek là được. Còn sau này mình đưa vô bài 2 rồi bài 2 cộng, bài 2 trừ, bài 2 nhân, bài 2 chia là nó ra kết quả khác á. Bây giờ mình cứ đưa vô là seek là được. Chạy lại. Rồi, hên quá. Hello serverless. 2 điểm. Dễ không? Hai điểm rồi ha, là nãy giờ 4 điểm rồi đó. Bạn nào mà làm xong chấm luôn lớp 1 giai đoạn 1, 4 điểm có trong tay, dễ không?